Thời gian vừa qua đấy, thị trường lao động của chúng ta đấy, chúng ta đang rất muốn phát triển theo hướng đồng bộ, lành mạnh và hiện đại, hội nhập. Tuy nhiên trên thực tiễn thì thị trường lao động của chúng ta chưa đạt được ở cái mức độ cho phép. Hiện trạng thì có hai vấn đề lớn. Một ấy, là đào tạo chưa thực sự gắn với nhu cầu của thị trường. Thứ hai đấy là lực lượng lao động của chúng ta thì chất lượng lao động còn thấp, dẫn đến năng suất là thấp. Số mà được đào tạo có chứng chỉ bằng cấp so với mặt bằng chung của các quốc gia phát triển là thấp. Đấy là hai vấn đề. Trong cái vấn đề này đấy, trong cái nguyên nhân này, à kết quả này đấy, có một cái nguyên nhân rất quan trọng là rõ ràng đấy, như đại biểu nói, tức là cái việc dự báo cung cầu của chúng ta rất hạn chế. Cuối cái nhiệm kỳ 14, tôi có làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh và tôi có đặt hàng với Thành phố Hồ Chí Minh thử tiến hành dự báo cung cầu ngắn hạn trong 4 tháng ở một số ngành, một số lĩnh vực, và đồng thời giao cho Viện Khoa học Xã hội và Lao động cùng với Tổng cục Thống kê để đưa ra cung cầu ngắn hạn trong 3 tháng. Thì thấy rõ ràng ở một số sau cái dự báo đó là kết quả cái người mà tham gia vào thị trường lao động ở những ngành nghề mà ta dự báo là đang thiếu, đang cần có mức lương tốt, lập tức thay đổi. Tôi nói điều đó. Và vì vậy, trước hết là bản thân ngành chúng tôi thấy nếu không sớm xây dựng một cái đề án dự báo cung cầu lao động cả ngắn hạn, cả trung hạn, cả dài hạn, thì chắc chắn thị trường lao động của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển không đồng bộ theo hướng đó. Và ý thức cái việc này đấy, hiện nay chúng tôi đang được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao cho trong cái đề án của năm 2022 là phải hoàn thiện, và cái nội dung này cũng đã được giao trong cái nhiệm vụ mà trong cái nội dung chương trình phục hồi kinh tế xã hội của Chính phủ sẽ trình với Quốc hội để báo cáo Quốc hội. Thì xin báo cáo với đại biểu như vậy. Cái thứ hai đấy là cái liên kết của chúng ta thời gian vừa qua nhìn chung là cũng lỏng lẻo. Đặc biệt trong giáo dục nghề nghiệp thì chúng ta gần như mới bắt đầu khởi động của cái gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp. Trong khi đó, các quốc gia phát triển thì người ta gắn kết hàng trăm năm. Xin báo cáo như vậy. Có mô hình đào tạo kép của Đức, mỗi doanh nghiệp phải có trách nhiệm là một trường nghề. Trong doanh nghiệp có trường nghề và trong trường nghề có doanh nghiệp. Tất cả những công cụ, những máy móc hiện đại nhất của doanh nghiệp đó đều được đặt trong trường học để cho học sinh vừa học vừa thử nghiệm. Do đó, theo tinh thần chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ đấy, vấn đề này thì chúng tôi cũng đang được Thủ tướng giao cho cái việc mà xây dựng cái đề án gắn kết giữa nhà trường, doanh nghiệp với nhà nước. Nhưng cũng báo cáo lại thế này, tôi thấy đi nghiên cứu và đi học, tôi thấy ở các nước phát triển thì doanh nghiệp coi cái việc đào tạo nghề cho người lao động đấy là bắt buộc. Nếu anh không đào tạo, anh sử dụng thì anh phải trả tiền cho nhà nước đào tạo cho anh. Nhưng mà tôi thì tôi thấy về đây xem lại với ta thì tôi thấy gần đây thì nhiều tập đoàn lớn, nhiều doanh nghiệp lớn bắt đầu quan tâm vấn đề này, mở trường nghề đào tạo. Nhưng phần đa thì tôi cũng nói thực là trông chờ vào kết quả đào tạo từ các trường của chúng ta, các trường đại học, các trường nghề, các cơ sở của chúng ta, dẫn đến khi sử dụng lao động nó lại không đúng tay nghề, không đúng chuyên môn và đào tạo lại. Nhưng cái tiếng kêu và cái gắn kết này cũng chưa thật sự có. Gần đây thì báo cáo với Quốc hội, tôi có giao cho Tổng cục và lãnh đạo bộ đấy ký kết với rất nhiều tập đoàn lớn, kể cả trong nước và quốc tế, và yêu cầu các trường nghề, nhất là các trường cao đẳng mà có chất lượng cao, 4-5 trường chất lượng cao, phải tiến hành ký kết với doanh nghiệp. Ký ở đây gồm 4 bộ phận, 4 vấn đề, là ký xây dựng chương trình, từ xây dựng chương trình, từ quá trình giảng dạy, từ đi thực thể thực tập, và cuối cùng là gì? Nhận người lao động, người học sinh vào sau khi người ta tốt nghiệp. Như vậy có thể nói rằng là sinh viên, học sinh
chưa ra trường đã biết mình về đâu, đã biết khả năng thu nhập ngành nghề của mình như thế nào. Thì đây là những vấn đề, trước hết là tôi nói hai cái câu hỏi này của đại biểu cũng là những cái mà chúng tôi thấy đang hạn chế của ngành lao động, của lực lượng lao động chúng ta. Thì xin tiếp thu ý kiến này và chúng tôi xin báo cáo là như vậy. Cái thứ hai đấy là chưa thu hút được các cái cơ sở, các lực lượng, các cái doanh nghiệp, các lực lượng tư nhân tham gia vào phát triển cơ sở bảo trợ xã hội. Đây là một nội dung có thể nói rằng thời gian vừa qua các cơ sở bảo trợ xã hội của Việt Nam phát triển tương đối nhanh. Tôi nói như vậy. Hầu hết các cơ sở ở các địa phương đều có bốn loại hình cơ sở bảo trợ: cơ sở chăm lo cho người có công, cơ sở chăm lo cho người nghiện ma túy, cơ sở cho người bị tâm thần, trẻ em, vân vân. Tuy nhiên, phần đông cái số này thì dựa vào các cơ sở công lập là chính. Các cơ sở tư nhân gần đây thì có phát triển ba loại hình cơ bản. Tôi thấy gần đây phát triển ba loại hình cơ bản. Một là các cơ sở bảo trợ do các tổ chức xã hội và tư nhân, các tổ chức tôn giáo đứng ra để lập. Cái thứ hai là gần đây thì một số mạnh thường quân, các doanh nghiệp lớn đứng ra tổ chức xây dựng một số cơ sở bảo trợ xã hội dành cho người già, người neo đơn. Cá biệt có những người, có những cơ sở đã thu hút tới hàng ngàn các cái cụ già mà nuôi sống cả cụ ông, cụ bà, rồi là cho đến khi mà qua đời vĩnh viễn ở đây, cũng ở đây. Tuy nhiên chúng tôi thấy có hai điều về hôm nay cũng báo cáo. Thứ nhất là chúng ta chưa có chính sách đủ mạnh, đủ sức thu hút đối với cơ sở tư nhân, các cái tư nhân tham gia vào cái xây dựng cơ sở bảo trợ. Ví dụ chúng ta có chính sách quy định đất đai được miễn thuế, được giảm thuế, nhưng báo cáo với Quốc hội, chính sách thì quy định như thế, nhưng xuống địa phương không có được. Tôi nói điều này. Đây là cái quan trọng nhất. Các cơ sở đều, các cái doanh nghiệp tư nhân đều nói tôi là theo đó. Vừa qua tôi tiếp một cái doanh nghiệp ở Nhật về. Anh ấy nói tôi là 4 tháng trời về một địa phương để xin một miếng đất làm cơ sở để nuôi dưỡng người già, nhưng không được. Cuối cùng báo cáo với các đồng chí lãnh đạo, tôi phải dẫn đi một tỉnh khác. Thì may mắn là các đồng chí lãnh đạo ở tỉnh khác chấp nhận cái này, mặc dù xa hơn. Thì tôi nói điều này. Do đó, việc đầu tiên, báo cáo với đại biểu, chắc chắn là sang năm 2022-2023, thì chúng ta việc đầu tiên phải xây dựng chính sách để thu hút tư nhân. Và muốn có nhiều cơ sở thì tư nhân thì phải thu hút bằng chính sách, không cách nào khác được. Thì xin báo cáo như vậy. Bộ trưởng đẩy nhanh tốc độ vì rất nhiều đại biểu đang chờ được trả lời. Nói thẳng vào vấn đề đấy, không giải thích nhiều. Đại biểu Lò Việt Hà, sau 4 tháng thì chúng ta được cái gì? Và ban nãy thì chúng tôi cũng đã xin phép đã trả lời câu hỏi này rồi. Thì tôi xin nhận xét là sau 4 tháng chúng ta, tuy là còn có thể nói rằng là trong các chính sách của chúng ta thực hiện còn điều này điều kia, nhưng cơ bản tôi xin nói là cơ bản các chính sách này đang đi đúng hướng và hiệu quả và thiết thực ở cơ sở, và được dư luận xã hội cũng như người thụ hưởng đồng ý. Tôi thấy điều này. Tuy nhiên đấy, thì 4 tháng này nó cũng còn ngắn, rất ngắn so với chính sách. Bởi vì các chính sách này, trong các chính sách này thì phần đa là chính sách, khoảng 50% là chính sách có tính chất hỗ trợ ngay tức thì. Còn lại khoảng 50% thì các chính sách cho phép có dài hơn. Ví dụ như chính sách vay trả lương để phục hồi sản xuất thì cho phép kéo dài hết 31 tháng 3 năm 2022. Chính sách để hỗ trợ đào tạo lại cho lực lượng lao động sau cái giãn cách này thì cho phép kéo dài để làm thủ tục hết tháng 6 năm 2022. Hay là bây giờ còn những chính sách cụ thể thì có hiệu quả ngay. Tôi nói ví dụ như chính sách mà hỗ trợ bằng cái nghị quyết 116, 38.000 tỷ cho người tham gia bảo hiểm và đang bảo lưu chính sách bảo hiểm xã hội từ bảo hiểm thất nghiệp, thì trong 5 ngày, chỉ có 5 ngày thôi, chúng ta đã rà soát và giải quyết hỗ trợ cho 363.000 doanh nghiệp được hưởng chính sách này. Còn cho đến nay thì xin báo cáo là 85% số người trong đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ 30.000 tỷ đã được thụ hưởng rồi,
chúng tôi phấn đấu, báo cáo với các ông chí này, phấn đấu 10 năm tháng 11 này thì giải quyết căn bản số hỗ trợ này. Như thế, xin báo cáo lại như vậy. Như vậy có thể thấy rằng mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng về cơ bản chính sách của chúng ta đang đi đúng hướng và bước đầu như thế cho tôi phát huy tác dụng, xin báo cáo lại như vậy. Câu hỏi của đại biểu Thái Thu Sương về giải pháp cho thế nào để mà ngăn cái việc mà các doanh nghiệp xã hội không lâm vào tình trạng phá sản. Đoàn Hậu Giang. Câu hỏi của đại biểu Thái Thu Sương, Đoàn Hậu Giang, để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp xã hội phá sản, không phá sản, thì chúng tôi xin báo cáo là thế này. Trước hết là đã là doanh nghiệp về mặt xã hội thì chắc chắn là khó khăn, lợi ích sẽ ít hơn. Tôi nói điều này, khó khăn hơn nhiều, mà mang nặng hơn đó là gì? Cái tính xả thân vì cộng đồng nhiều hơn, tôi nói thật như điều đó. Chứ còn nếu chỉ tính toán toan tính về lợi ích sẽ không có được đâu, hầu hết các doanh nghiệp về mặt xã hội như vậy. Do đó, chúng tôi cho rằng muốn các doanh nghiệp này không phá sản và làm ăn được, chắc chắn là trong cái đề án mà hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế, chúng ta phải đặt hẳn một nhiệm vụ này, hỗ trợ một con chính sách hỗ trợ cho người ta. Còn nếu không ấy, cũng báo cáo lại các đồng chí đại biểu, các đại biểu như này, ngành lao động chúng tôi thì vừa là đối tượng phục vụ nhưng vừa là những người mà có thể nói rằng đi chăm lo cho yếu thế là chính. Chúng tôi chủ yếu là xây dựng chính sách chứ không có khả năng để làm những việc khác, tôi nói tinh thần như thế. Do đó chúng tôi thấy rằng trong cái đề án này rất cần, và tiếp thu ý kiến đại biểu thì chắc là chúng tôi cũng phải là người đề xuất trực tiếp với Thủ tướng và với Chính phủ. Xin ý kiến như vậy. Để gắn kết giữa đào tạo và doanh nghiệp thì Bộ trưởng trả lời rồi. Thì tập trung vào hai ý thôi. Một là có ý kiến thế nào về tình trạng là bán sổ bảo hiểm xã hội, và thứ hai là xử lý như thế nào về vấn đề xâm hại trẻ em. Về câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Lệ, Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi xin báo cáo lại thế này. Cái khái niệm mà bán sổ bảo hiểm xã hội thực chất là thế này. Thực chất là người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, sau đó rút bảo hiểm xã hội để hưởng chính sách một lần và ngại đi làm thủ tục, hoặc là vì một số lý do gì đó thì nhượng lại cái sổ bảo hiểm xã hội đó cho người khác để đi lĩnh, để hưởng cái đó. Về bản chất của nó chính là thực ra là làm sao để giảm bớt cái rút thưởng bảo hiểm xã hội một lần, theo tinh thần như thế. Thì tinh thần đó đấy, thì xin báo cáo lại thế này, năm 2021 cho đến giờ này đấy, thì có khoảng 870.000 người đã rút bảo hiểm xã hội một lần. Tôi nói như vậy. Nếu so với năm 2020 thì con số này gia tăng rất nhiều. Nó có nhiều lý do, trong đó có đời sống khó khăn vân vân. Và để giải pháp này đấy, thì chúng tôi thấy có 3 chuyện căn cơ. Thế nào? Thứ nhất là việc đầu tiên là nhất thiết phải chăm lo cho đời sống người lao động. Bởi vì phần đa rút bảo hiểm một lần và bán sổ bảo hiểm một lần, bán sổ bảo hiểm rơi hầu hết vào công nhân lao động, những người có hoàn cảnh khó khăn và gặp phải những hoàn cảnh éo le, tôi nói như vậy. Và vì vậy giải quyết gốc của nó chính là phải nâng cao đời sống. Người ta thấy rằng đời sống tốt rồi, có yêu cầu rồi, có nhu cầu, cuộc sống đảm bảo rồi, chắc chắn không bao giờ bán bảo hiểm, bán sổ bảo hiểm. Đây là nhất. Cái thứ hai là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức để cho người lao động hiểu và thấy rằng cái sự cần thiết cũng như cái lợi ích lâu dài của có cái bảo hiểm xã hội để cho người ta có một khoản lương hưu khi về già. Cái điều này. Và nói như các nước phát triển ấy, Chủ tịch Quốc hội cùng với chúng tôi cùng với Chủ tịch Quốc hội đi nghiên cứu ấy, thì người ta nói là khi nào ở các nước phát triển thì phải trở thành văn hóa an sinh, hay nói cách khác là văn hóa bảo hiểm, thì bây giờ mới thành công. Tôi nói như vậy. Thì đây là điều thứ hai. Cái thứ ba nữa là báo cáo với Quốc hội là chắc chắn là chúng ta phải tổng kết cái nghị quyết 93 để thực hiện điều 60 của luật bảo hiểm xã hội. Đó là vấn đề rút bảo hiểm một lần, để thực hiện chính sách bảo hiểm một lần. Đồng thời theo chúng tôi, giải pháp căn cơ là phải sửa cái luật bảo hiểm xã hội. Thì hôm trước trong quá trình thảo luận về luật bảo hiểm xã hội,
thì Chủ tịch cũng đã kết luận rồi. Chúng tôi đã hoàn thiện hồ sơ và phấn đấu năm 22 sẽ trình với Quốc hội xem xét. Trong đó thì theo chúng tôi đấy, bên cạnh cái việc hưởng chính sách một lần thì sẽ tăng cường các cái lợi ích khác đối với người lao động. Ví dụ như anh không rút bảo hiểm một lần thì ngoài cái chuyện tiền ra, anh còn được hưởng chính sách khác. Ví dụ như đi tham quan, du lịch, rồi vân vân, vân vân, rất nhiều các nội dung khác. Kinh nghiệm các nước thì họ thường làm theo cách này. Họ khuyến khích như vậy. Thì xin báo cáo lại với đại biểu Nguyễn Thị Lệ như vậy. Để xử lý đối với phẩm xâm hại trẻ em, còn đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn Quảng Bình thì hỏi về vấn đề giải quyết cái vấn đề việc làm cho lao động nữ. Về vấn đề xâm hại trẻ em thì xin báo cáo lại thế này. Trước hết thì các quan niệm của các nước rất khác nhau. Các tổ chức quốc tế, nhất là UNICEF, người ta đánh giá là về xâm hại trẻ em trên thế giới sấp xỉ khoảng 30%. Bởi vì cái quan niệm về xâm hại trẻ em ấy, của các nước rất thoáng. Đối với chúng ta thì chúng ta chưa có những cuộc điều tra tổng thể cả nước về xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, thời gian vừa qua đấy, UNICEF cùng với Bộ Lao động và Tổ chức Lao động Quốc tế cũng đã điều tra bước đầu ở một số địa phương thì cho thấy một cái kết quả là cái xâm hại bạo lực tình dục trẻ em Việt Nam nó tương đương với các nước ở châu Á, không cao hơn nhưng cũng không thấp hơn nhiều. Đây là vấn đề. Thời gian tới thì theo chúng tôi đấy là chúng ta đã ban hành luật hình sự cũng có chuyện đó rồi. Gần đây tòa án ban hành nghị quyết 05 về xem xét xét xử và xử lý cái tội lạm dụng trẻ em. Rồi chúng ta có luật bảo vệ chăm sóc trẻ em, hệ thống pháp luật tương đối rõ rồi nhưng cũng chưa, tức là về tính chất thì chưa đủ sức răn đe. Tôi nói tinh thần đấy, thì chắc chắn phải điều chỉnh cái này. Cái thứ hai là phấn đấu thời gian tới đấy thì chúng tôi cũng đã cùng với ngành công an và các cơ quan chức năng phấn đấu để thực hiện ba cái nhất: phát hiện sớm nhất, xử lý nghiêm minh nhất và chăm sóc hỗ trợ các em bị tổn thương nhanh nhất và nhiều nhất, tốt nhất. Thì xin báo cáo lại theo tinh thần đó. Thế còn nội dung các giải pháp đã được đặt đề cập trong các cái bộ luật cũng như là trong cái luật liên quan rất là cụ thể rồi. Xin báo cáo như vậy. Về vấn đề lao động nữ, thời gian vừa qua thì rõ ràng là đại dịch Covid thì người ta nói rằng, và chúng ta thấy rất rõ thôi, phụ nữ và trẻ em là hai đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đặc biệt là phụ nữ nuôi con nhỏ thời gian vừa qua. Do đó, trong nghị quyết 68 thì chúng ta có những chính sách dành riêng cho phụ nữ. Nhất là cụ thể như là phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ. Và gần đây thì trong cái phiên làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ với Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam thì chúng tôi được Thủ tướng Chính phủ giao cho là phải xây dựng trong năm 22 này, đầu năm 22 này, xây dựng một chính sách riêng dành cho phụ nữ. Và vì vậy, trong cái chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động, chúng tôi đã có trong 7 nhóm giải pháp ấy, thì đã có một nhóm giải pháp dành riêng cho hỗ trợ cho lao động phụ nữ. Trong đó, từ cái việc hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp có thể lên tới gấp 3 lần so với bình thường. Thì tinh thần theo hướng đó. Thứ hai đấy là hỗ trợ trong cái chương trình bình đẳng giới sẽ phối hợp với UNGP, ILO sẽ xây dựng một cái đề án trong chiến lược 10 năm tới về phát triển và đảm bảo cái quyền bình đẳng giới, nhất là các cái tiếp cận, các cái quyền cũng như các cái cam kết quốc tế mà chúng ta đã cam kết. Thì xin báo cáo với đại biểu như vậy. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao 20 phút. Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu sẽ đặt câu hỏi ngay sau giải lao. Xin mời đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, đoàn Bình Định đặt câu hỏi. Đại biểu Dương Văn Phước chuẩn bị. Kính thưa Bộ trưởng, tôi xin có câu hỏi. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã sử dụng hơn 24.000 tỷ trong tổng số 38.000 tỷ đồng trong thời gian vừa qua. Nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, quỹ bảo hiểm đã hết, thì theo Bộ trưởng là phương án nào sẽ triển khai để tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội? Câu hỏi thứ hai tôi xin hỏi, mặc dù chúng ta khắc phục được nhầm lẫn tại tỉnh Bình Dương, nhưng Bộ trưởng vẫn thừa nhận vẫn có sự nhầm lẫn, thiếu hụt, chồng lấn trong các gói hỗ trợ. Vậy theo Bộ trưởng, vai trò của công nghệ thông tin
công khai sự hỗ trợ đến từng cá nhân liệu có tránh được việc nhầm lẫn, người cần không được nhận, người nhận lại được nhận quá nhiều từ quá nhiều nguồn khác nhau. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Dương Văn Phước, đoàn Quảng Nam, đại biểu Tạ Thị Yên chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, xin được gửi đến Bộ trưởng một câu hỏi. Kính thưa Bộ trưởng, cứ mỗi đợt thiên tai, bão lũ cũng như dịch bệnh thì nhiều tổ chức, cá nhân đứng ra quyên góp, làm từ thiện. Đây là hoạt động bình thường, rất nhân văn, thể hiện đạo lý thương người như thể tương thân tương ái của dân tộc ta, cần được phát huy, khuyến khích. Tuy nhiên, hệ lụy từ sự tùy tiện trong việc quyên góp cũng như trong công tác quản lý chưa được chặt chẽ, dẫn đến việc sử dụng tiền quyên góp đôi khi chưa đúng mục đích. Sự lùm xùm trên mạng về tiền từ thiện làm mất đi ý nghĩa nhân văn của những tấm lòng thơm thảo, mất đi niềm tin của các nhà hảo tâm và của người dân. Quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào? Với trách nhiệm của mình thì Bộ trưởng sẽ làm gì để góp phần quản lý, điều chỉnh các hoạt động thiện nguyện, quyên góp, cứu trợ trong thời gian tới, đáp ứng cái lòng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước? Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Tạ Thị Yên, đoàn Điện Biên. Thưa Bộ trưởng, các đối tượng yếu thế trong xã hội như đối tượng chính sách, người già, người tàn tật, lao động đường phố, khu vực kinh tế không chính thức đã được quan tâm hỗ trợ trong các đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Tuy nhiên, sau dịch bệnh kinh tế phục hồi chậm do tỷ lệ bao phủ vaccine và chính sách phòng dịch khác nhau giữa các địa phương trong nước, giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, nên việc làm và thu nhập của các đối tượng này tiếp tục bị ảnh hưởng và có thể kéo dài. Xin Bộ trưởng cho biết, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã nắm bắt, nghiên cứu và dự kiến đề xuất tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ giải quyết vấn đề này như thế nào trong thời gian tới để đảm bảo an dân, ổn định xã hội, tập trung cho phục hồi kinh tế. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Trình Lam Sinh, đoàn An Giang đặt câu hỏi. Đại biểu Nguyễn Duy Thanh, Cà Mau chuẩn bị. Kính thưa Bộ trưởng, trong thời gian qua đã có rất nhiều người dân trở về quê tránh dịch. Riêng An Giang hiện con số đó đã trên 70.000 người. Việc này đã làm phát sinh nhiều vấn đề về an sinh xã hội, nhiều người bị mất việc làm, thu nhập, cuộc sống bấp bênh, nhất là người nghèo, người già và trẻ em. Với bối cảnh đó, tôi xin gửi đến Bộ trưởng hai câu hỏi. Thứ nhất là cơ quan quản lý nhà nước, Bộ và Chính phủ đã có những chính sách gì để hỗ trợ cho người lao động trở về quê, để họ không bị bỏ lại phía sau. Thứ hai, liên quan đến nghị quyết 68 và các chính sách hỗ trợ cho lao động tự do, đề nghị Bộ trưởng cho biết kết quả triển khai đến thời điểm hiện nay. Tại sao cũng là lao động tự do, nhưng có nơi thì được hỗ trợ, nơi thì không? Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Nguyễn Duy Thanh, Cà Mau đặt câu hỏi. Kính thưa Bộ trưởng, làm thế nào để người dân có việc làm và thu nhập ngay tại quê hương? Qua việc di chuyển ồ ạt từ các trung tâm thành phố lớn về các tỉnh cho thấy nhiều bất cập trong việc tạo việc làm giữa các địa phương. Đề nghị Bộ trưởng có chiến lược thế nào để tạo việc làm thu nhập cho người dân tại quê hương mình? Câu hỏi này tôi cũng xin dành cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư để hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 57/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tôi xin hết. Xin cảm ơn đại biểu. Mời Bộ trưởng trả lời câu hỏi của các đại biểu. Kính thưa Quốc hội, kính thưa đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Bình Định. Trước hết là quỹ bảo hiểm thất nghiệp, nếu mà hết kết dư thì giải quyết thế nào? Có an toàn không? Thì xin báo cáo với đại biểu thế này. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp của chúng ta đến hết năm 2020 là kết dư là 90,6 nghìn tỷ. Và có thể nói rằng nếu như thông thường thì kết dư của các quỹ ngắn hạn thì thông thường là chỉ khoảng 10%. Kết dư như thế có thể nói rằng là kết dư của chúng ta tương đối tốt và ở cái mức độ an toàn cao. Theo quy định của nghị định của Chính phủ đấy thì có quy định là phấn đấu cái kết dư là thông thường để đảm bảo an toàn gấp 2 lần cái mức chi của một năm mà liền kề. Và trên cơ sở đó thì nếu như với năm 2020 đấy,
thì chúng ta chi khoảng 1/4 cái số kết dư này. Chính vì vậy thì trước cái tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, đời sống lao động việc làm của người dân, nhất là những người mà đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và chủ sử dụng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi thấy rằng là nếu như trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta để kết dư lớn như thế thì thực sự là không ổn. Và vì vậy thì sau khi đánh giá tác động và tính toán cân nhắc làm sao cái kết dư này nó phải đảm bảo an toàn ít nhất là trong 5 năm tới, tức là hết năm 2025 vẫn phải đảm bảo an toàn. Sau khi đánh giá tác động như vậy thì chính phủ thấy rằng là hoàn toàn có căn cứ để đề xuất với cấp có thẩm quyền và báo cáo với Thường vụ Quốc hội để xem xét cho ý kiến. Sau khi Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến và đã có quyết nghị quyết số 03 là đồng ý để chính phủ sử dụng 38.000 tỷ từ cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó 30.000 tỷ từ kết dư và 8.000 tỷ từ cái giảm đóng cho người sử dụng lao động để hỗ trợ cho người lao động. Và trên cơ sở chúng tôi cũng cho rằng đây là giải pháp tình thế. Trên cơ sở đó đấy thì báo cáo với đại biểu là chắc chắn trong tình hình hiện nay thì kết dư của chúng ta hoàn toàn an toàn. Bởi vì sau khi hỗ trợ 38.000 tỷ rồi, trừ cái chi đã chi của năm 2021 thì kết dư của chúng ta sẽ rơi còn lại khoảng 56.000 tỷ. Như vậy gấp hơn 2 lần của cái mức tổng thể chi tất cả năm chính sách của bảo hiểm thất nghiệp. Do đó báo cáo đại biểu chúng tôi cũng thấy xin báo cáo đại biểu là hoàn toàn an tâm được với kết dư hiện nay của chúng ta. Xin báo cáo như vậy. Cái thứ hai đấy, về công nghệ thông tin, nếu như trước tình hình như trường hợp của Bình Dương và một số trường hợp, nếu như mà đưa công nghệ thông tin vào thì có khắc phục được cái nhầm lẫn không? Thì trước hết là chính vì đưa công nghệ thông tin vào vừa giờ, chúng ta mới phát hiện ra, rà soát lại và điều chỉnh cái danh sách đó, mới dẫn đến là 22.000 người nhầm lẫn được bị loại trừ ra. Còn chỉ còn lại 1.990 người mà đã phát trước khi cái rà soát này. Do đó tôi báo cáo lại là về căn bản theo tôi là đã đưa công nghệ thông tin vào cộng với cơ sở dữ liệu, nhưng mà phải có cơ sở dữ liệu. Một là cơ sở dữ liệu dân cư, hai là cơ sở dữ liệu của lao động. Thì hai cái này kết hợp vào cộng với có thể một số cái cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực an sinh nữa. Thì với các cái cơ sở dữ liệu như vậy, chúng ta hòa vào với nhau đồng thời để xem xét, thì tôi tin rằng là về cơ bản sẽ khắc phục được tình trạng nhầm lẫn. Còn đương nhiên trong quá trình tổ chức báo cáo với đại biểu, chúng tôi hình dung là sẽ khó tránh khỏi, bởi vì nhất là trong điều kiện là thực hiện cái dịch thì rất là phức tạp, mà chúng ta lại muốn hỗ trợ nhanh để cho người lao động, sức ép trên thì muốn làm nhanh cho người dân và dân thì muốn được hưởng sớm. Do đó quá trình tổ chức thực hiện thì có chỗ này chỗ kia, thì xin báo cáo lại chúng tôi cho rằng là cái việc đó thì do đó cố gắng làm sao nếu như đưa công nghệ thông tin vào thì về cơ bản sẽ khắc phục được sự nhầm lẫn này. Thì xin báo cáo đại biểu. Đại biểu Dương Văn Phước, Quảng Nam hỏi ý kiến hỏi về vấn đề huy động nguồn lực và làm thiện nguyện vừa qua. Một số cái trường hợp đại biểu dùng từ lùm xùm đấy, thì quan điểm của Bộ trưởng thì tôi báo cáo lại thế này. Nghị định 64/2018 của Chính phủ thì có đưa ra một nguyên tắc là khuyến khích các tổ chức, các cá nhân và mọi người dân tham gia làm việc từ thiện, tham gia cứu trợ, giúp đỡ người dân bị thiên tai, lũ lụt, bão rộng, vân vân, dịch bệnh, vân vân. Và trong nghị định 64 này thì cũng quy định cho hai cơ quan. Thứ nhất là về phía nhà nước thì giao cho Bộ Tài chính có trách nhiệm là thay mặt nhà nước đứng ra làm việc thiện nguyện, đứng ra thu các cái ủng hộ và tổ chức cái việc triển khai cấp phát và kiểm tra giám sát cái việc thực hiện cái chính sách huy động và cái chính sách đối với người trong cái dịch bệnh này và cũng như là thiên tai lũ bão. Đồng thời trong nghị định 64
thì cũng đã ghi và quy định rất rõ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là cơ quan tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội đứng ra để mà huy động rồi tổ chức các cái hoạt động thiện nguyện này. Tuy nhiên, do chúng ta trong nghị định và trong quy định pháp luật của chúng ta có khuyến khích các tổ chức cá nhân khác làm dạng tiến hành, nhưng trong quy định pháp luật thời gian vừa qua chưa quy định cụ thể cách thức huy động của cá nhân thế nào, các tổ chức khác thế nào, đối mặt trận hay đối với Hội Chữ thập đỏ và Bộ Tài chính thì rõ rồi, nhưng các tổ chức khác, các cá nhân khác thì chưa quy định cụ thể cách thức vận động thế nào, quyên góp ra sao, tổ chức cấp phát thế nào. Do đó có thể nói rằng là thời gian vừa qua, cũng có thể nói rằng về cơ bản thì theo chúng tôi được biết ấy, về cơ bản các cái tổ chức và cá nhân thì cũng đã thực hiện cái việc chuyển hàng rồi tiếp nhận ủng hộ người bão lũ rồi là dịch bệnh đến với người dân. Tuy nhiên cũng còn chỗ này chỗ kia, có thể điều này điều kia, thì tinh thần thì báo cáo lại thế này, chúng tôi nghĩ rằng là quan điểm cá nhân của tôi thì khuyến khích, chúng tôi cá nhân tôi có thấy rằng là khuyến khích các tổ chức cá nhân. Tuy nhiên trong nghị định cũng như suy nghĩ của tôi ấy, khuyến khích nhưng làm từ thiện phải trên cơ sở có nguyên tắc, có quy định, phải được quy định bằng pháp luật. Chính vì vậy thì thời gian vừa qua đấy, trên cơ sở những cái khó khăn và những cái lùm xùm như đại biểu nói đấy, thì Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Nghị định 64 và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 93 ngày 27 tháng 10 năm 2021, trong đó quy định rất rõ nguyên tắc, tiêu chí, cách làm từ việc vận động, nếu như quyên góp bằng tiền thì qua ngân hàng như thế nào, nếu quyên góp bằng hiện vật thì qua ai là người tiếp nhận, và khi triển khai ở cơ sở thì ai là người phải đứng ra cùng với cá nhân tổ chức này. Do đó báo cáo lại với đại biểu, chúng tôi tin rằng là sau khi mùng 1 tháng 12 này nghị định bắt đầu nghị định 93 có hiệu lực thì chắc chắn việc tổ chức thiện nguyện của chúng ta sẽ đi vào nề nếp. Thế còn trong quá trình vừa qua, tôi nghĩ rằng là cá nhân nào, tổ chức nào sai thì chúng ta phải xử lý theo pháp luật thôi. Thì xin báo cáo lại như vậy, dù chúng ta không muốn. Đại biểu Tạ Thị Yên ở Điện Biên nói về đối tượng yếu thế thì tham mưu như thế nào để an dân phục hồi phát triển kinh tế. Thì chị xin báo cáo với đại biểu là thời gian vừa qua đấy, ngoài các chính sách mà dành cho từng đối tượng ưu thế như phần đầu tôi đã báo cáo, từ nghị định 20, nghị định 36 rồi là nghị định 75 và các chính sách khác, chúng ta cơ bản đã bao phủ các cái đối tượng ưu thế. Riêng trong thời gian vừa qua đấy, đối các chính sách hỗ trợ chúng ta cũng dành cho các đối tượng ưu thế. Chẳng hạn nghị quyết 68 thì đã quy định rất rõ hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng bảo trợ, đối tượng người có công như vậy. Và thời gian ngay vừa giờ thì trong cái dịch 4 lần thứ tư này, các địa phương cũng hầu hết mở rộng đối tượng này. Và những đối tượng khác tùy theo cái khả năng kinh phí cũng như cái nhu cầu của địa phương. Còn thời gian tới thì chắc chắn là chúng tôi xin báo cáo lại sẽ tiếp tục rà soát lại những chính sách đã có. Chính sách nào thấy không phù hợp nữa thì trình với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho sửa đổi. Đối tượng nào còn thiếu thì bổ sung. Trên cơ sở như ban đầu tôi nói đấy, sẽ sửa, sẽ trình với Trung ương ban hành nghị quyết ấy, về thay thế nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 về các chính sách xã hội. Thì xin báo cáo là chắc trong các nhóm này thì chắc chắn là những nội dung này sẽ được sửa một cách căn bản, căn cơ trong cái chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội như thế. Đại biểu Trình Nam Sinh, người dân về quê thì chính sách gì để không bị bỏ lại phía sau? Và thứ hai là cái kết quả hỗ trợ lao động tự do. Tôi xin báo cáo lại là cái lực lượng lao động về quê vừa qua là tương đối lớn. Có ý kiến khác nhau về số liệu. Nhưng mà qua chúng tôi, sau khi chúng tôi đã nghe và xem trực tiếp tổng kết tất cả báo cáo của các địa phương, 63 địa phương, cộng với cùng với thống kê tiến hành rà soát phân loại ban đầu, thì thấy báo cáo lại với Quốc hội là con số chính thức lao động về quê của chúng ta khoảng 1,3 triệu người, chiếm 60% trong tổng số người dân di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các vùng trọng điểm phía Nam
kinh tế phía Nam để về quê. Và con số này đấy thì có thể thấy rằng qua khảo sát cũng như cái ngày mùng 8 vừa giờ đấy, tôi có trực tiếp chủ trì nghe và làm việc với các tỉnh và trọng điểm kinh tế phía Nam thì cho thấy một cái con số thế này. Khoảng 30% cái người dân trên cơ sở các địa phương ấy đã cho đăng ký thì có nhu cầu quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam phía Nam. 30% thì muốn chuyển sang lĩnh vực khác, ở cái địa bàn khác. Còn lại phần đông là muốn ở lại quê. Nhưng trong số ở lại quê thì cũng chỉ có tỷ lệ khoảng 40% thì muốn có công ăn việc làm tại quê. Tôi nói điều này. Và trên cơ sở đó đấy thì chúng tôi cũng đã liên hệ và sau khi trao đổi với các địa phương ấy thì thấy có ba vấn đề lớn. Thứ nhất là các địa phương cùng với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận vùng kinh tế trọng điểm có cái kết nối để vận động, thuyết phục, giới thiệu người lao động quay trở về quê. Cái thứ hai là các địa phương cũng chủ động liên kết, kết nối với các địa phương khác, thậm chí ngay cả trong vùng, để có thể giới thiệu việc làm. Tôi nói ví dụ như Thanh Hóa vừa giờ đã giới thiệu một loạt người lao động về quê đi làm việc ở Bắc Ninh, Bắc Giang, và riêng Bắc Giang cho đến thời điểm này báo cáo với Quốc hội đã tăng hơn 50.000 người lao động so với thời điểm trước khi dịch. Nhưng mà số này tăng chủ yếu là do lao động ở các cái vùng về quê di chuyển sang Bắc Giang, chưa kể nói là Bắc Ninh, Hà Nam cũng như vậy. Thì đây là vấn đề thứ ba. Thứ hai, vấn đề thứ ba là tạo việc làm tại chỗ. Tôi thấy rất nhiều địa phương tạo được việc làm tại chỗ. Hoàn toàn, ví dụ như Quảng Trị, Quảng Nam tiếp nhận toàn bộ những công nhân nghề may, một số nghề lĩnh vực khác cho công nhân cho trở lại làm việc tại địa phương mình. Và thứ tư là khuyến khích lao động quay trở lại. Thì tinh thần xin báo cáo là đồng thời thì chúng tôi nghĩ rằng là tập trung triển khai các chính sách, ví dụ chính sách giảm nghèo, chính sách cho vay, quỹ quốc gia giải quyết việc làm, v.v. để hỗ trợ cho người lao động có thể là ổn định, tạo công việc mới ở địa phương. Xin báo cáo như vậy. Đại biểu Trịnh Nam Sinh, An Giang thì có hỏi về cái kết quả triển khai cái gói lao động tự do. Tại sao nơi được, nơi không? Thì tôi báo cáo lại thế này. Rút kinh nghiệm từ cái nghị quyết 42, thì trong nghị quyết 68, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, có nói với tôi là phải tạo ra một cái sự linh hoạt cho địa phương. Và vì vậy sau khi khảo sát đánh giá, thì chúng tôi mới đưa ra một chính sách, đề xuất một cái chính sách nhóm 12 đấy. Là chính phủ chỉ quy định sàn cái mức hưởng cho lao động tự do, còn lại đối tượng và mức trên mức đó do địa phương xem xét quyết định trên cơ sở ngân sách cũng như đối tượng cụ thể của mình. Và thực tiễn thì báo cáo lại thế này, nếu năm 2000 chúng ta cũng là đối tượng lao động tự do, chúng ta chỉ hỗ trợ được có 1 triệu người thôi. Nhưng với nghị quyết 68 vừa giờ thì bây giờ mới 56 tỉnh báo cáo thì đã là hỗ trợ cho 12,99 triệu cái lượt lao động tự do rồi. Và kinh phí tới 16,99 nghìn tỷ đồng. Như vậy chúng ta thành công. Nhưng mà tại sao có nơi được nơi không? Tôi cũng phải đi thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, thậm chí là hai xã liền nhau cùng một công việc ấy nhưng không được, có xã không được, bởi vì nó phụ thuộc vào cái quy định chính sách của cái địa phương đó, ngân sách của địa phương đó, đối tượng đó có nằm trong cái nhóm mà địa phương đó quy định lao động tự do không. Do đó dẫn đến tình trạng đó. Thì xin báo cáo lại và đại biểu như vậy. Dĩ nhiên là vừa qua thì cũng thậm chí là có những địa phương cái ngân sách dự phòng không còn, do đó chưa hỗ trợ hoặc chậm hỗ trợ lao động tự do, cũng là một cái nguyên nhân để có thể có ý kiến này ý kiến kia. Thì xin báo cáo lại, chúng tôi sẽ tổng kết, sau khi tổng kết 68 thì sẽ báo cáo Thủ tướng để có thể là điều chỉnh những vấn đề chính sách cho nó phù hợp hơn. Xin báo cáo đại biểu như vậy. Đại biểu Nguyễn Duy Thanh thì cũng cái câu mà tôi nói về lao động về quê cũng tại quê hương mình thì cũng xin phép đại biểu là cho phép về cơ bản những nội dung này. Thế còn phần đề sau thì đại biểu có nói là xin mời Bộ trưởng cái đầu tư am hiểu hơn tôi về lĩnh vực này sẽ báo cáo hơn, xin nói rõ hơn. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Vấn đề tạo việc làm như thế nào cho tại quê hương cho lao động rời khỏi các cái thành phố lớn vừa rồi, thì trong cái phần chất vấn, trả lời chất vấn của Bộ trưởng các đầu tư thì chúng ta sẽ đề cập đến việc này. Đối với vấn đề huy động thiện nguyện rồi chi trả thiện nguyện mà nó có những cái dư luận rồi lùm xùm ở trên mạng xã hội và trong xã hội hiện nay ấy, thì tôi đề nghị là cuối cái buổi nay, chiều nay thì
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước với trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực này thì sẽ có báo cáo giải trình thêm. Và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, thì dư luận cũng đang rất là mong muốn là vừa rồi Bộ Công an vào cuộc thì kết quả mà kiểm tra rà soát đến nay như thế nào thì cũng để báo cáo cho Quốc hội và cử tri được biết. Tiếp theo chúng tôi xin mời một số đại biểu nữa tiếp tục đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Đào Ngọc Dung. Xin mời đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung, Đoàn Hải Dương và đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, Tiền Giang chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin được chất vấn Bộ trưởng câu hỏi như sau. Việc thực hiện các gói hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng về dịch COVID-19 về cơ bản đã đảm bảo đúng đối tượng, song việc triển khai còn chậm do tiêu chuẩn còn quá cao, không sát với thực tiễn, chưa phối hợp với điều kiện và nhu cầu của doanh nghiệp. Quy trình thủ tục còn phức tạp, xử lý lâu khiến người dân và doanh nghiệp e ngại. Ngoài ra, việc công khai minh bạch các thông tin và biểu mẫu trên mạng chưa tốt dẫn đến người dân và doanh nghiệp chưa biết cụ thể các chính sách hỗ trợ. Việc phối kết hợp triển khai tại một số đơn vị địa phương còn chậm và máy móc, điều này đã phần nào ảnh hưởng tới hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Tôi nhận thấy việc chậm trễ này dường như là một căn bệnh cố hữu. Vậy Bộ trưởng đánh giá về thực trạng đó như thế nào và có chỉ đạo gì để thúc đẩy tiến độ và triển khai các gói hỗ trợ trong thời gian tới? Tôi xin hết. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, Đoàn Tiền Giang, đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Bộ trưởng, đại dịch COVID-19 tác động sâu sắc đến người dân các nước, đặc biệt tới phụ nữ như các đại biểu đã phát biểu trước tôi phân tích rất sâu sắc. Theo báo cáo khoảng cách giới toàn cầu, phải mất thêm nhiều thập kỷ, khoảng cách về giới mới có thể thu hẹp. Chính vì vậy, Hội nghị Thường niên lần thứ 29, Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức cuối năm nay đang xây dựng hai dự thảo nghị quyết. Thứ nhất là thúc đẩy ứng phó đại dịch COVID-19, đảm bảo yếu tố giới và phục hồi hậu đại dịch. Thứ hai là thúc đẩy bình đẳng giới thông qua tăng cường sự tham gia và đại diện của phụ nữ. Việt Nam là đồng bảo trợ cả hai nghị quyết này. Trên phương diện quốc tế, Việt Nam đã có cam kết rất cao. Vậy trong nước, đề nghị Bộ trưởng cho biết, Bộ đã có những kiến nghị đề xuất gì để giữ vững mục tiêu bình đẳng giới, để đảm bảo yếu tố giới, các vấn đề về phụ nữ, các nhóm yếu thế được đặc biệt quan tâm trong kế hoạch phục hồi kinh tế xã hội tổng thể tới đây. Bộ trưởng cũng đã thông tin với chúng tôi về đề án phát triển bình đẳng giới, Bộ phối hợp với UNDP. Tôi thấy rằng nội dung này rất quan trọng. Tuy nhiên, quan trọng nhất là phải đảm bảo bình đẳng giới trong kế hoạch phục hồi chung của đất nước. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Có thể câu hỏi ngắn hoặc câu hỏi dài, câu hỏi mở hoặc câu hỏi đóng, nhưng mà câu hỏi vừa rồi thì dài quá. Đại biểu cũng rút kinh nghiệm. Xin mời đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Hưng Yên chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhất là việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, nhiều người dân gặp khó khăn về đời sống, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đề nghị Bộ trưởng cho biết rõ hơn, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã tổ chức đánh giá thực trạng này như thế nào và Bộ có giải pháp đề xuất kiến nghị gì để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững sau dịch. Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Đoàn Hưng Yên. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin chuyển đến Bộ trưởng hai câu hỏi như sau. Thứ nhất, thời gian qua dư luận rất bất bình về trục lợi chính sách hỗ trợ, dù rằng là cá biệt. Xin Bộ trưởng cho biết công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm được tiến hành như thế nào, đã xử lý ra sao? Thứ hai, các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116 đều hướng tới người lao động và người sử dụng lao động đã phát huy hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên, qua số liệu cho thấy người lao động có giao kết hợp đồng lao động như trong báo cáo được hỗ trợ còn ít. Xin Bộ trưởng cho biết vì sao, theo Bộ trưởng cần quan tâm vấn đề gì để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời Bộ trưởng trả lời các cái vấn đề do bốn đại biểu vừa đặt ra. Kính thưa Quốc hội, kính thưa đại biểu, về câu hỏi của đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung của tỉnh Hải Dương, cái việc triển khai chậm theo đại biểu nêu có lý do là chậm do tiêu chuẩn cao, quy trình phức tạp, thiếu công khai minh bạch, phối hợp máy móc, đánh ý kiến của Bộ trưởng thế nào, thì tôi báo cáo lại thế này.
có thể nói rằng là sau khi mà nhất là dịch đại dịch Covid lần thứ tư đấy mà bùng phát đấy, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo bộ và để mà tiến hành khẩn trương xây dựng và đề xuất các chính sách. Chúng tôi cũng phải nói rất thẳng thắn là đây là do là chính sách chưa có tiền lệ và nhiều nội dung thì được quy định trong quy định pháp luật, Chính phủ không có thẩm quyền và vượt thẩm quyền của Chính phủ. Do đó, chúng tôi anh em trong ngành cùng với các ngành chức năng phải nói rằng là nằm ngày nằm đêm, thứ bảy chủ nhật, thậm chí là cái nhóm liên ngành của anh em giúp việc hầu như đêm cũng phải làm 12 giờ đêm thôi. Với một cái tốc độ là chúng tôi nói là người dân đang đói thì đừng có hy vọng về nhà được. Tôi nói thẳng thế. Nếu chúng ta để người dân đói là chúng ta có lỗi, có tội với dân. Tôi nói tinh thần đó. Bởi đúng như tư tưởng mà lãnh đạo Đảng, nước nói là không được để ai thiếu ăn, thiếu mặc. Do đó tinh thần đó đấy là anh em nó quán triệt rất kỹ. Do đó các chính sách này thì theo chúng tôi đấy, triển khai rất nhanh. Còn bây giờ đấy, và hai nữa đấy, suốt trong quá trình như vậy thì chúng tôi cũng cố gắng ở cái mức độ chỉ trừ những cái mà vượt luật thì bắt buộc phải để lại. Còn những thủ tục gì, những hồ sơ giấy tờ gì thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì báo cáo Chính phủ cho sửa ngay. Do đó tôi xin đính chính lại một chút thế này, là tất cả các thủ tục, các quy định trong nghị quyết 68 và nghị quyết 116 là ở cái mức độ thông thoáng nhất có thể rồi, không thể thông thoáng hơn được nữa. Tôi nói ví dụ như nghị quyết 116, người lao động không phải kê khai gì cả, tự automatic bảo hiểm chuyển tiền vào tài khoản của mình để hưởng. Tôi nói như thế. Doanh nghiệp cũng vậy, nên chỉ trong 5 ngày mà 363.000 doanh nghiệp được hưởng. Tôi nói tinh thần như thế. Chỉ có điều thế này, trong quá là phương châm của chúng tôi đấy, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng ấy, là dễ hiểu, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm và dễ thu hưởng. Chúng tôi cố gắng được đó. Do đó báo cáo ông chí là trong suốt quá trình thực hiện 68, trong 1 tháng rưỡi thì phát hiện chỉ có 2 điều vướng mắc. Qua ở vướng mắc ở Bình Dương và vướng mắc xác định thủ tục thuế thì Thủ tướng và Chính phủ cho phép sửa ngay bằng nghị quyết 126, sửa quyết định 23 bằng quyết định 33. Tinh thần như vậy. Chỉ có điều trong quá trình tổ chức thực hiện thì báo cáo với đại biểu, đúng như đại biểu nói, có nơi này, nơi kia thì còn cứng nhắc, máy móc. Tôi cũng nói thú thật thế này, chỉ riêng cái việc hỗ trợ cho người F0, F1, F0 và trẻ em ăn thôi, hỗ trợ 80.000 thôi. Có địa phương kiến nghị Bộ trưởng tới 3 trang giấy, toàn nêu vướng mắc. Về sau tôi phải nói một cái báo cáo thật với Quốc hội, trước Quốc hội là thế này. Tôi nói đến hôm đó giao ban, tôi nói này, đồng chí cứ làm đi, nếu như F0 của và trẻ em ăn mà ai không thanh toán, tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ địa phương mới cho thanh toán. Vì tâm lý ở một số địa phương thì này, sợ sai, sợ trách nhiệm, cái này là có. Trong đó tôi nghĩ rằng trong đó có lỗi của ngành chúng tôi là tuyên truyền, phổ biến không kỹ, không đầy đủ. Tôi nói điều này. Nhưng về cơ bản thủ tục thì đến giờ thì báo cáo đại biểu là chúng tôi cho là thông thoáng, cơ bản là đảm bảo rồi, chặt chẽ rồi, cũng không hơn được nữa đâu, không thể rút được nữa đâu. Xin báo cáo đại biểu như vậy. Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, Nguyễn Thanh Cầm Tiền Giang nói về cái bình đẳng giới trong kế hoạch phục hồi kinh tế xã hội. Thì trong cái 7 nội dung, báo cáo đại biểu, trong 7 nội dung liên quan đến cái việc phục hồi thị trường lao động và an sinh thì chúng tôi có một nội dung liên quan đến bình đẳng giới. Mà nội dung này, vì chúng tôi xin nói là tập trung vào 4 vấn đề lớn, trong đó từ hỗ trợ việc làm, từ dạy nghề, từ tạo điều kiện để mà công ăn việc làm tại địa phương. Nhưng mà số tiền ấy, thì tôi cũng nói là đủ lớn để cho chị em phụ nữ khởi nghiệp. Tuy nhiên về số tiền cụ thể thì sau này Chính phủ báo cáo với Quốc hội duyệt đã mới nói được, chứ Bộ trưởng không có quyền nói chuyện này. Thì tinh thần như vậy. Và tinh thần này thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là Chính phủ cũng sẽ trình ra Quốc hội. Lúc bấy giờ quyền quyết định là Quốc hội, lớn hay bé, nhiều hay ít là Quốc hội quyết thôi ạ.
xin báo cáo lại như vậy. Nhưng mà tinh thần thì tiếp thu ý kiến đại biểu, chúng tôi sẽ lưu ý kiến này để trong quá trình mà xây dựng cái góp ý kiến và tham gia trong cái hoàn thiện đề án của chính phủ. Xin như vậy. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh nói về hộ cận nghèo và nghèo trong hoàn cảnh dịch dã thế này thì có những giải pháp gì, kiến nghị gì và đã làm được cái gì? Thì báo cáo với đại biểu, sau khi Quốc hội có nghị quyết số 24 về phê chuẩn quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững thì chính phủ đã khẩn trương đã bắt tay vào thiết kế các nội dung được giao, trong đó từ rà soát toàn bộ tỷ lệ hộ nghèo. Xin báo cáo các đại biểu, riêng công đoạn này rích rắc lắm ạ. Làm phải từ cơ sở trở nên, mà không phải bình xét, mà phải rà soát theo tiêu chí. Mà ngay cái việc xây dựng tiêu chí, chúng tôi xây dựng xong phải xuống lấy ý kiến địa phương, lấy ý kiến địa phương rồi, trình các qua các bộ, sau này chính phủ biểu quyết, bắt đầu phê chuẩn chương trình, mới tiêu chí. Và trên cơ sở tiêu chí rồi, thì rà soát tỷ lệ hộ nghèo. Cho đến nay, thì báo cáo với Quốc hội là đã rà soát xong. Và cho đến số này, số liệu này, thì lại giảm đi so với khi mà chúng tôi trình Quốc hội. Đương nhiên là đến thời điểm này, do tác động dịch thì sẽ lại tăng lên. Như vậy, chúng ta sẽ giữ ở cái mức khoảng cả cận nghèo và nghèo khoảng 15,6% theo tinh thần đó. Cái việc thứ hai là chúng tôi đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi. Và hiện nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang giao cho Hội đồng Thẩm định Quốc gia để Hội đồng thẩm định trong tháng 11 này và tháng 12 Chính phủ thông qua. Như vậy khả năng khoảng mùng 10 tháng 12 thì chính phủ sẽ phê duyệt được cái dự án toàn bộ chương trình này. Thế thì báo cáo lại là đảm bảo làm sao đấy, đúng mùng 1 tháng 1 năm 2022 thì chương trình này bắt đầu được triển khai trên quy mô cả nước. Còn ba cái lưu ý của Quốc hội, trong đó có lưu ý là kết nối giữa ba chương trình thì cả ba chủ chương trình đã ngồi với nhau và hiện nay chính phủ đã phân công Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh sẽ là trưởng ban chỉ đạo này, thì chúng tôi sẽ đảm bảo cái chương trình này được và về cơ bản thì sẽ đảm bảo sớm nhất để thực hiện chương trình với cái cũng là cái kinh nghiệm mà triển khai 5 năm qua, chúng tôi tin tưởng chương trình của chúng ta thành công. Xin báo cáo lại như vậy. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng của Hưng Yên thì hỏi hai câu về cái trục lợi chính sách, chúng ta kiểm tra như thế nào, giám sát thế nào. Trước hết là khi xây dựng nghị quyết 68, quyết định 23, quyết định 33, nghị quyết 116, nghị quyết 126, tất cả các chính sách này đều quy định rất rõ, phân công trách nhiệm cho người đứng đầu của tổ chức địa phương, phân công trách nhiệm đứng đầu của các ngành được phân công. Ví dụ về liên quan chính sách vay cho người lao động thì là thống đốc ngân hàng. Liên quan đến toàn bộ cái gói hỗ trợ tiền mặt, chỉ đạo là Bộ Lao động. Liên quan hỗ trợ các gói về vay vốn và giải quyết việc làm cũng như bảo hiểm thì giao cho Tổng Giám đốc Bảo hiểm. Thứ hai là gì? Thời gian vừa qua các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước rồi các ngành đi kiểm tra thì tôi thấy đều kiểm tra về an sinh, đều kiểm tra về cái việc hỗ trợ vào chỗ này. Thứ ba là gì? Thời gian vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo trực tiếp Bộ Lao động phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với Tổng Liên đoàn, với Bảo hiểm, với Ngân hàng tổ chức 12 đoàn đi kiểm tra ở 33 tỉnh, thành phố. Tôi báo cáo lại như vậy. Và kết quả cho đến nay đã tổng hợp lại toàn bộ tình hình. Thì cho đến bây giờ có trục lợi không? Chúng tôi trả lời là có. Ở một số địa phương đã xảy ra gói nghị quyết 42 phát hiện và xử lý 4 trường hợp ở 4 địa phương. Trong đó có những địa phương phải cách chức cả bí thư, chủ tịch mặt trận, bí thư đoàn thanh niên vì lý do là để người nhà trong danh sách hộ nghèo, trong danh sách hưởng chính sách. Còn vừa qua có xử lý trong cái gói 68 này không? Có. Thậm chí là khởi tố hình sự 2 trường hợp trục lợi chính sách, đưa người không phải trong danh sách vào rồi là nộp danh sách khác để rút tiền trục lợi. Thì xin báo cáo như vậy. Tất cả các trường hợp thì và chúng tôi thấy rằng các địa phương hiện nay rất quan tâm cái này. Cũng báo cáo lại là các địa phương đều quan tâm kiểm tra, giám sát, điều chỉnh. Tôi tin rằng là thế này không tránh được. Tuy nhiên, về cơ bản các địa phương đã đảm bảo được công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Xin trân trọng cảm ơn đại biểu. Xin cảm ơn Bộ trưởng.
Xin mời đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Bình Phước tiếp tục nêu câu hỏi. Đại biểu Lâm Văn Đoan chuẩn bị. Xin lỗi, đại biểu Lê Hoàng Hải nêu trước. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin có một câu hỏi gửi tới Bộ trưởng. Tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, đời sống nhân dân và người lao động cũng như doanh nghiệp vô cùng khó khăn. Thì qua báo cáo được biết, trong khi quỹ kết dư các quỹ bảo hiểm xã hội hiện còn tới gần 1 triệu tỷ, các quỹ ngắn hạn cũng còn nhiều. Là cơ quan quản lý nhà nước, Bộ trưởng suy nghĩ gì về vấn đề này? Tại sao lúc này không tung ra nhiều hơn các gói hỗ trợ nhằm chia sẻ với người dân hoặc đầu tư xây dựng nhà cho công nhân? Tôi xin hết, xin cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Bình Phước. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi có 3 nội dung định gửi tới Bộ trưởng, nhưng đã trùng với ý kiến chất vấn của 2 đại biểu. Để tiết kiệm thời gian cho Quốc hội, xin phép không hỏi lại. Xin cảm ơn Quốc hội, xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Lâm Văn Đoan ở Lâm Đồng. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, hiện nay do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, thành tựu giảm nghèo trong nhiều năm qua đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng. Tác động của đại dịch COVID-19 đã làm phần lớn những người khó khăn, người nghèo lại bị đẩy vào tình trạng chật vật hơn, nguy cơ tụt hậu lại phía sau, đặc biệt là làm gia tăng tỷ lệ nghèo đô thị, nhất là các đô thị lớn. Đây là những khu vực phát triển nhất của cả nước trong thời gian qua. Trên cơ sở nguồn vốn đầu tư công đã được phân bổ cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xin Bộ trưởng cho biết Bộ có đề xuất những giải pháp đột phá gì trong chương trình mục tiêu giảm nghèo trong thời gian tới để người nghèo, người khó khăn, nhất là những người nghèo, người khó khăn tại các khu vực đô thị được thụ hưởng các chính sách của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tôi cũng xin chuyển câu hỏi về thời điểm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đối với 02 chương trình mục tiêu quốc gia còn lại đến các vị Bộ trưởng, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, để người nghèo, người khó khăn vùng dân tộc thiểu số được thụ hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước, giảm thiểu những tác động tiêu cực do đại dịch COVID-19 gây ra. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Mời đại biểu Trần Đình Gia, Đoàn Hà Tĩnh, đại biểu Nguyễn Thành Nam, Phú Thọ chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, thưa Bộ trưởng, về làn sóng người lao động từ các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai về quê tránh dịch được rất nhiều đại biểu quan tâm và Bộ trưởng cũng rất là mất nhiều thời gian trả lời nội dung này. Hình ảnh một bà mẹ 50 tuổi cùng 3 con đạp xe từ Đồng Nai về quê, hay là một cô gái sinh con được 10 ngày cũng ôm con về quê, thực sự đặt cho cử tri và nhân dân cả nước nhiều tâm tư. Cử tri cũng hỏi rằng cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở đâu có sự lúng túng, bị động và không nhận định được tình hình trong cái thực tế này như thế nào. Và cái thực trạng này ấy, không phải là một lần, làn sóng về quê nhiều lần, đặc biệt là trước khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách và sau khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách. Nhưng phản ứng của các cơ quan nhà nước là quá chậm. Xin hỏi trách nhiệm của Bộ ở đâu? Xin hết. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Nguyễn Thành Nam, Phú Thọ, đại biểu Cầm Thị Mẫn, Đoàn Thanh Hóa chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi rất đồng tình với trả lời của Bộ trưởng về đổi mới hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Hiện nay thì vẫn còn có một số cái cơ sở giáo dục chưa phát huy hiệu quả, làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo lao động, vừa làm lãng phí cơ sở vật chất. Xin hỏi Bộ trưởng có giải pháp gì để khắc phục tình trạng này, để đào tạo chất lượng lao động được tốt hơn, đáp ứng phục hồi kinh tế sau đại dịch. Nhân đây tôi xin nêu một việc cụ thể, xin Bộ trưởng trả lời. Năm 2020, Bộ Công Thương của tỉnh Phú Thọ đã thống nhất lập đề án bàn giao 2 cái trường cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương về tỉnh Phú Thọ quản lý và trình Thủ tướng Chính phủ. Xin hỏi ý kiến của Bộ trưởng về đề xuất của Bộ Công Thương và tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng có đồng ý không để có cơ sở cho Bộ Công Thương của tỉnh Phú Thọ trình Thủ tướng phê duyệt? Xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Cầm Thị Mẫn. Kính thưa Bộ trưởng, tôi trân trọng gửi tới Bộ trưởng câu hỏi như sau. Theo Bộ trưởng, cần triển khai giải pháp căn cơ nào để phục hồi và ổn định thị trường lao động? Thị trường lao động Việt Nam sẽ chuyển biến thế nào nếu chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động được phê duyệt và triển khai thực hiện? Câu thứ hai, qua đại dịch, nhiều doanh nghiệp địa phương mới nhận thấy vai trò đích thực và tính cấp thiết của lao động nhập cư. Đề nghị Bộ trưởng cho biết, để họ không bị coi là công dân hạng hai, những điều cần quan tâm nhất trong xác định chính sách hỗ trợ là gì? Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Trước khi Bộ trưởng tiếp tục trả lời, xin mời Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước
nói thêm về cái trách nhiệm nhà quản lý nhà nước trong cái việc quản lý các hoạt động thiện nguyện. Và sau đó thì mời Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu ý kiến. Kính thưa Chủ tịch Quốc hội, kính thưa các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, kính thưa Quốc hội. Đối với cái hoạt động thiện nguyện ấy, thì Nghị định 64 năm 2008 đã bộc lộ một số cái nhược điểm. Chẳng hạn như là cái vấn đề về cái tính minh bạch, công khai đối với hoạt động thiện nguyện, rồi quy định đối với việc quản lý, sử dụng và phân phối các cái hàng hoặc là tiền, và vấn đề mở tài khoản, về vấn đề đăng ký vận động, v.v. Thì những cái hạn chế và nhược điểm đấy được khắc phục bởi cái Nghị định 93 năm 2021. Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu cho Chính phủ ban hành cái Nghị định 93 thì có nhiều cái điểm mới. Thứ nhất ấy là cái Nghị định 93 đã quy định, đã hạn chế những cái tồn tại và khuyết điểm của cái Nghị định 64, và đã quy định rõ các cái đối tượng từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đến Hội Thập đỏ đến các tổ chức cá nhân, các đơn vị liên quan thực hiện cái vấn đề thiện nguyện, vận động tài trợ, và quy định rõ là các cái việc quản lý tiền hay là quản lý các cái loại hàng hóa như vàng, như ngoại tệ, và việc phân bổ các cái vật tư, hàng hóa và tiền cho các cái đối tượng được thụ hưởng. Và quy định ấy là cái vấn đề là ghi chép đầy đủ, một cách đầy đủ cái quá trình hoạt động và được mở cái tài khoản tại ngân hàng thương mại theo từng đợt vận động hoặc là tại kho bạc. Và sau cái đợt vận động đấy thì các cái tổ chức cá nhân phải thực hiện cái việc đóng tài khoản. Và vấn đề về niêm yết công khai đối với là cái hàng hóa, tiền hoặc là tài sản mà đã nhận vận động và phân phối cái số hàng hóa đó một cách hết sức coi minh bạch. Và đồng thời ấy, là cái quy định cái chế độ báo cáo một cách rất là chặt chẽ. Ví dụ như trước khi vận động thì phải đăng ký với Ủy ban Nhân dân nơi tổ chức vận động, và trong thời hạn 3 ngày thì Ủy ban Nhân dân phải giải quyết, phải phối hợp để gói còn giải quyết cái vấn đề là vận động đấy. Và việc phối hợp giữa Ủy ban Tổ chức Tổ quốc Việt Nam, Hội Thập đỏ cũng như các cái tổ chức cá nhân, chính quyền địa phương trong cái quá trình vận động thì được quy định một cách hết sức là chặt chẽ. Và kể cả trong cái Nghị định 93 cũng quy định kể cả các cái hình thức vận động đóng góp tự nguyện, chẳng hạn như là tự nguyện giảm cái giá các cái loại dịch vụ như giá nước, giá điện và các cái loại dịch vụ khác. Và quy định về cái vấn đề thanh tra và kiểm tra, tức là giao cho Bộ Lao động, Đồng Thương binh Xã hội trong cái lĩnh vực quản lý nhà nước của mình được tổ chức thanh tra, hay là gói Bộ Tài chính là thực hiện cái vấn đề gói thanh tra, và các cái bộ ngành khác quy định rất chặt chẽ trong cái quá trình thực hiện thanh tra cái hoạt động về vận động tài trợ có đúng quy định của pháp luật hay không, để xử lý một cách chặt chẽ và nghiêm minh. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Đó là vấn đề về hoàn thiện thể chế, thì Bộ Tài chính đã trình để ban hành được nghị định mới, nghị định 93. Rất là mong sớm triển khai, hướng dẫn triển khai cho nó quyết liệt và cho nó đầy đủ. Thế còn việc rà soát những cái kết quả vừa rồi thì xin Bộ trưởng Bộ Công an, công chí cho ý kiến về vấn đề này. Bộ trưởng có không quá 10 phút. Kính thưa công chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp, thưa các vị đại biểu Quốc hội, thưa đồng bào và cử tri cả nước. Về ý kiến của số đại biểu về cái kết quả tiếp nhận giải quyết các đơn tố cáo về sai phạm trong hoạt động quyên góp từ thiện, thì chúng tôi xin trao đổi. Hiện nay thì Bộ Công an đang giao cho Cục Cảnh sát Hình sự đang tiến hành thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động quyên góp tiền từ thiện cứu trợ trong đợt bão mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020 của một số nghệ sĩ, để làm rõ những vụ việc theo quy định của pháp luật. Hiện nay đang triển khai các công việc kiểm tra xác minh, thì Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với các ngân hàng để tiến hành rà soát xác định những những tài khoản đã huy động
từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp và quá trình giải ngân, phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi xác minh làm rõ số tiền hàng các nghệ sĩ đã tiến hành cứu trợ từ thiện tại các địa phương, cũng đã mời làm việc với một số cá nhân tổ chức đề nghị cung cấp các cái thông tin có liên quan để sớm kết luận vụ việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời thì Cục Cảnh sát Hình sự cũng đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự toàn quốc rà soát nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra trên địa bàn, kịp thời phát hiện các cái trường hợp cá nhân tổ chức lợi dụng các cái hoạt động kêu gọi từ thiện để thực hiện các cái hành vi chiếm đoạt tài sản. Qua rà soát tại các địa phương thì hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 6 cái tố giác về tội phạm của công dân có liên quan đến việc huy động tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiếp nhận phân loại 6 cái tố giác theo đúng quy trình của pháp luật tố tụng hình sự và mọi công việc thì hiện nay đang tiến hành theo đúng cái quy định của pháp luật. Đồng thời qua cái công tác rà soát nắm tình hình thì Bộ Công an cũng sẽ kiến nghị các cái cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan đến về cái vận động tiếp nhận, phân bổ, sử dụng các cái nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, các cái sự cố nghiêm trọng, các cái bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo theo hướng bổ sung các cái quy định để hoạt động này đảm bảo công khai minh bạch và vừa qua cũng đã được tiếp thu để ban hành cái nghị định 93. Xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Tiếp tục mời Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời các cái chất vấn của các đại biểu đã nêu. Bắt đầu từ đại biểu Lê Hoàng Hải, đoàn Đồng Nai. Kính thưa Quốc hội, kính thưa đại biểu Lê Hoàng Hải. Về câu hỏi của đại biểu, câu hỏi là quỹ kết dư của chúng ta gần 1 triệu tỷ, các quỹ khác thì cũng còn nhiều, tại sao không tung ra tiếp hỗ trợ? Hai nữa là không để xây tiền xây nhà cho công nhân. Tôi báo cáo là trước hết là hôm nay chúng ta mừng vì các quỹ bảo hiểm của chúng ta phát triển tương đối lành mạnh, vừa thực hiện đảm bảo thực hiện được đầy đủ các chính sách theo quy định của bảo hiểm. Thứ hai là kết dư tương đối bền vững, tôi nói tương đối thôi. Còn đương nhiên thời gian tới khi sửa luật bảo hiểm sẽ điều chỉnh các chính sách cho nó phù hợp hơn. Cái thứ hai là thời gian vừa qua đấy, chúng ta đã sử dụng một số kết dư và giảm một số cái quỹ bảo hiểm ngắn hạn cho người lao động, người sử dụng lao động. Cụ thể là chúng ta đã giảm cái quỹ bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động từ đóng 1% xuống còn 0,5% cho người sử dụng lao động để lấy tiền đó hỗ trợ người lao động với số tiền là khoảng 5.000 tỷ. Thứ hai là chúng ta trích ra, Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý, Chính phủ đã quyết định bằng nghị quyết 116 trích ra 38.000 tỷ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp và bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy chúng ta xấp xỉ, và trong gói 68 thì cũng khoảng hơn 10.000 tỷ nữa. Như vậy là chúng ta đã sử dụng khoảng trên 50.000 tỷ từ các quỹ bảo hiểm ngắn hạn để hỗ trợ cho người lao động và sử dụng lao động. Thứ hai là hiện nay đấy, quỹ chúng ta còn xấp xỉ 1 triệu tỷ. Nhưng báo cáo với Quốc hội, trong 1 triệu tỷ này thì gần 900.000 tỷ là của cái quỹ hưu trí tử tuất. Mà quỹ hưu trí tử tuất là quỹ dài hạn. Đó là lương, đó là cuộc sống của vài triệu người. Và quỹ hưu trí tử tuất thì về nguyên tắc không thể sử dụng cho việc khác được. Tôi báo cáo là như các nước cũng không bao giờ cho phép như vậy. Bởi vì đây là quỹ ngoài ngân sách, quỹ của những người tham gia bảo hiểm, đóng hưởng, xin vậy. Và quỹ thì về thực hiện theo nguyên tắc, quan trọng nhất là có đóng thì mới có hưởng. Đóng ít thì hưởng ít, đóng nhiều thì hưởng nhiều. Theo nguyên tắc đó, chúng ta không thể lấy quỹ cho những đối tượng khác được. Và càng báo cáo lại với đại biểu, tôi hiểu rằng mong muốn của đại biểu là muốn để đầu tư xây nhà cho công nhân. Nhưng mà tôi đề nghị với Quốc hội và cũng báo cáo với Quốc hội là chúng ta sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng các nguồn khác để xây dựng nhà công nhân. Chứ không thể lấy vào quỹ bảo hiểm
xã hội để xây nhà công nhân được, không đúng nguyên tắc và không đúng quy định, và đồng thời cũng không đảm bảo cái tính an toàn bền vững của quỹ. Bởi vì hiện nay báo cáo với đại biểu, chúng ta có khoảng 900.000 tỷ, nhưng một năm chúng ta phải chi cái tiền lương cho người mà nghỉ hưu ấy, khoảng hơn 200.000 tỷ. Như vậy là kết dư hiện nay cũng chỉ gấp 4 lần thôi. Do đó về nguyên tắc thì cái quỹ này đấy là phải bảo toàn và phát triển bền vững. Do đó xin báo cáo với đại biểu là cho phép chúng tôi không dám đề xuất cái này đâu. Cái đại biểu Lâm Văn Đoan nói về làm sao là cái giảm nghèo nhanh, cho hỗ trợ, cho đột phá gì cho cái lực lượng lao động nghèo ở đô thị. Thì tôi báo cáo lại thế này. Trước hết là riêng về chương trình giảm nghèo, cũng như chương trình mà phát triển đồng bào dân tộc miền núi, cũng như chương trình mà nông thôn mới, ba chương trình sẽ triển khai đồng bộ, sẽ phối hợp nhau để không bị chồng lấn về tinh thần như thế, hỗ trợ tương tác lẫn nhau để đồng bộ hơn. Cái thứ hai nữa là bây giờ trong chương trình này thì chúng tôi xin báo cáo là chúng tôi sẽ đề xuất 3 chuyện để hỗ trợ cho người nghèo. Trước hết là toàn bộ cái các chính sách như bảo hiểm y tế, miễn giảm cái lệ phí này, hỗ trợ tiền điện này, hỗ trợ trợ giúp pháp lý này, vay vốn. Những chính sách đó sẽ thiết kế trong chương trình mà phục hồi. Thế còn 3 vấn đề lớn. Thứ nhất là sẽ đề xuất hỗ trợ lãi suất, giảm lãi suất để có khoảng vài chục nghìn tỷ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển nhà xã hội. Thì vấn đề này Bộ đã giao, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng đang trình đề án. Thứ hai là vấn đề nhà ở cho người nghèo. Chúng tôi đã thống nhất với, sau khi báo cáo Chủ tịch Quốc hội, báo cáo các đồng chí Chủ tướng, Chủ tịch nước, là xin đề xuất sẽ dành khoảng 5.000 tỷ trong chương trình giảm nghèo để hỗ trợ trong nhiệm kỳ này, cộng với vấn đề huy động xã hội, xóa toàn bộ cái số nhà nghèo, nhà khó khăn ở 64 huyện nghèo. Và nhiệm kỳ sau, chúng ta sẽ xóa tất cả cái nhà nghèo ở khu vực nông thôn, theo tinh thần đó. Cái thứ ba đấy, là Bộ sẽ đề xuất trong chương trình phục hồi này, chúng tôi đã đề xuất vài chục nghìn tỷ, cũng xin nói là số liệu khoảng vài chục nghìn tỷ, để chúng ta tung ra một gói hỗ trợ xây dựng nhà ở cho công nhân và những người lao động ở các địa phương về nông nghiệp, tránh tình trạng là khó khăn hiện nay. Thì về cơ bản những vấn đề này thì chúng tôi đã báo cáo với Thủ tướng, báo cáo với Thường trực Chính phủ theo cái đề xuất đó, và còn sau khi Chính phủ trình thì mong muốn là đại biểu Quốc hội ủng hộ cho chủ trương này. Đại biểu Trần Đình Gia, Hà Tĩnh, dân về quê vừa qua, thì câu hỏi này trước hết là có một phần trách nhiệm của chúng tôi, nhưng không phải là Bộ Lao động và chịu nhiệm chính vấn đề này, vì chúng tôi vì liên quan đến vấn đề di dân, vấn đề của an ninh, vấn đề trật tự, vấn đề đi lại vân vân, liên quan rất nhiều bộ ngành. Chúng tôi thì trong phạm vi trách nhiệm của mình, những đối tượng, những lĩnh vực, cái gì mà chúng tôi làm được, ví dụ như vừa giờ chúng tôi đề xuất các cái chính sách để hỗ trợ cho 1,3 triệu người thì chúng tôi đã kịp thời đề xuất rồi. Thế rồi hỗ trợ cho những người mà phụ nữ hay trẻ em, những đối tượng yếu thế thì cũng đã đề xuất rồi. Thế còn sáng nay thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì cũng đã trả lời câu này. Thì chúng tôi xin phép đại biểu cho phép, ý kiến Phó Thủ tướng đã trả lời rồi, thì xin đại biểu cho phép như vậy. Ý kiến đại biểu Nguyễn Thành Nam, Phú Thọ nói về trường nghề. Hiện nay là trường nghề thì đại biểu nói là chồng chéo, rồi là nhiều nơi vân vân. Thế rồi ý kiến của Bộ trưởng như thế nào về vấn đề bàn giao 2 cái trường nghề công thương, Bộ trưởng có đồng ý không? Thì tôi báo cáo lại thế này. Hiện nay chúng ta có khoảng 1.900 cái trường, các cái cơ sở đào tạo nghề nghiệp. Trong đó thì khoảng 400 cơ sở công lập hệ cao đẳng, khoảng 400 là cơ sở trung cấp, còn lại hầu như là các cơ sở tư thục. Gần đây thì cái việc sắp thực hiện cái nghị quyết 18 và 19 Trung ương, chúng tôi đang tiến hành rà soát, sắp xếp theo nguyên tắc những cơ sở giáo dục nghề nghiệp nào hoạt động mà 3 năm liền không đạt yêu cầu thì sắp xếp. Thứ hai là những cơ sở giáo dục nào cùng trên địa bàn, có cùng ngành nghề lĩnh vực, nó trùng nhau khoảng 60% thì cũng sắp xếp, sắp nhập lại. Những cơ sở nào một trường một tỉnh mà có nhiều trường thì có thể hình thành 1 trường đến 2 trường cao đẳng.
trừ những nơi mà như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, những trọng điểm về kinh tế thì có thể nhiều trường nghề hơn. Còn cơ bản là sắp xếp lại 1-2 trường cao đẳng thôi. Nhưng trong trường cao đẳng thì dạy cả có hệ cao đẳng, có hệ trung cấp, hệ sơ cấp như vậy. Còn sát nhập các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên gắn bó với nhau 2-1, 3-1 lại. Theo tinh thần đó thì vừa giờ thì báo cáo với các đồng chí đại biểu, các vị đại biểu Quốc hội là qua hơn 2 năm triển khai thì đến bây giờ đã tổ chức sắp xếp và tinh gọn được khoảng trên 300 cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tinh thần như vậy. Tuy nhiên, do hiện nay cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì do nhiều ngành, nhiều bộ, nhiều cơ quan, nhiều địa phương quản lý khác nhau. Trên cùng một địa bàn thì vừa có trường của địa phương, vừa có trường của bộ, các bộ khác nhau. Do đó, dẫn đến là gì? Cũng đối tượng, có khi cùng một đối tượng, nhưng mà trường này, trường kia, thế này kia, nó có chuyện đó. Hiệu quả cũng mức độ. Gần đây, thì sau khi chúng tôi báo cáo, đang chuẩn bị cho nghị định mới, thay thế nghị định 14 về tổ chức bộ máy, thì Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo là giao cho Bộ Lao động phối hợp Bộ Kế hoạch và các bộ xây dựng mạng quy hoạch mạng lưới các trường nghề trên quy mô cả nước. Theo tinh thần, là tôi cũng báo cáo lại thế này, tinh thần tinh gọn nhất và có thể chuyển giao lại về một đầu mối ở Trung ương là một đầu mối quản lý nhà nước và một đầu mối quản lý các trường nghề. Như vậy, theo hướng đó. Còn ở địa phương, theo tinh thần là giao cho địa phương chủ động sắp xếp theo quy hoạch mạng lưới và quy hoạch lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Riêng các trường cao đẳng thì có sự thỏa thuận thống nhất với Bộ Lao động Thương binh Xã hội vì Bộ là cơ quan quản nước và là quyết định việc thành lập các trường này. Thì tôi báo cáo lại theo hướng đó. Còn riêng hai cái trường công thương mà Bộ Công Thương muốn bàn giao cho Phú Thọ, Bộ có đồng ý không? Thì tôi báo cáo lại thế này. Sau khi mà Bộ nhận được ý kiến của Bộ Công Thương, của tỉnh Phú Thọ, là đề nghị là Bộ Lao động ủng hộ cho cái việc bàn giao hai trường cao đẳng của Công Thương về Phú Thọ, thì chúng tôi xin báo cáo lại là thế này. Thủ tướng đang giao cho Bộ phải làm quy hoạch xong các trường cao đẳng và các hệ thống trường nghề trên cả nước. Trên cơ sở đó sẽ xem xét cái chuyện quy hoạch tổng thể, bàn giao hay không bàn giao. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai, sau khi mà kiện toàn khóa mới, thì sau khi mà nhận được cái công văn của Bộ của Phú Thọ, thì trực tiếp tôi có trao đổi với đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương. Vì Bộ trưởng Bộ Công Thương thì cũng mới về. Do đó anh Nguyễn Hồng Diên thì có nói tôi là thôi xin Bộ trưởng là trước mắt là để cho chúng em cân nhắc kỹ lưỡng, sau đó phối hợp với Bộ để trao đổi lại Phú Thọ một cách cụ thể. Vì vậy chúng tôi đã có ý kiến là sau khi trao đổi thì đề nghị là trước mắt là cái việc này dừng lại một thời gian để Bộ Công Thương xem xét cùng với Bộ Lao động sắp xếp trình Thủ tướng, trình Chính phủ sắp xếp quy hoạch bằng lưới xong thì chúng ta sẽ bố trí như thế nào đó thì theo thẩm quyền của Thủ tướng cũng như trên cơ sở bàn bạc giữa Bộ Công Thương, Bộ Lao động và tỉnh Phú Thọ. Thì xin báo cáo như vậy. Cũng mong là tỉnh Phú Thọ thông cảm với Bộ trưởng Bộ Lao động chứ còn không phải không ủng hộ. Về ý kiến đại biểu Cầm Thị Mẫn có hai câu. Một là giải pháp căn cơ nào để mà phục hồi thị trường, phát triển thị trường lao động. Thì tôi xin báo cáo là chúng tôi hôm cái phiên mà trong cái thảo luận về kinh tế xã hội, tôi đã báo cáo là Bộ đã đưa ra đề xuất với Chính phủ 7 cái nhóm giải pháp. Trong đó có những giải pháp về an sinh, có những giải pháp về hỗ trợ người lao động, phục hồi hỗ trợ doanh nghiệp, rồi cung ứng về dịch vụ việc làm, kết nối, phát triển việc làm trực tuyến, rồi hỗ trợ đào tạo nghề, tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo, thế rồi đầu tư, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, người dễ bị tổn thương, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động, chuyển đổi lĩnh vực số, dân cư, lao động, và cuối cùng là vấn đề chăm lo nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và cho công nhân. Thì 7 cái nội dung này, hôm trước tôi đã xin phép báo cáo tương đối kỹ theo tinh thần đó. Về vấn đề lao động nhập cư, thì đại biểu có hỏi Bộ trưởng quan tâm nhất vấn đề gì để không coi người nhập cư là công dân hạng 2. Tôi thì tôi suy nghĩ thế này.
chúng ta không bao giờ coi người nhập cư, người lao động các tỉnh về thành phố, đô thị là công dân hàng hai. Công dân ở đâu cũng là công dân Việt Nam, theo tôi như thế. Còn rõ ràng, hiện nay công dân mà người lao động dịch chuyển từ các tỉnh, địa phương về thành thị thì gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta nhìn cái dòng người di chuyển để thấy điều đó. Tôi thì tôi suy nghĩ thế này, có ba vấn đề quan tâm. Phải đánh giá đúng, trước hết là phải đánh giá đúng vai trò của lực lượng lao động địa phương về thành thị và đô thị. Đặc biệt là đối với lĩnh vực dịch vụ xã hội, thì chính cái lực lượng lao động dịch chuyển các địa phương này đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu như không nói là về cơ bản, tôi nói đây như vậy. Cái thứ hai là gì? Phải đặc biệt quan tâm đến môi trường làm việc, môi trường sống, môi trường tối thiểu của người lao động. Đó là nhà ở, là những vấn đề liên quan đến nhà trẻ, mẫu giáo, liên quan đến cuộc sống của bình thường của một người dân. Tôi nói như thế. Và trong dịch bệnh vừa giờ thì thêm một cái nữa là vaccine. Cái thứ ba là vấn đề cái chế độ làm việc cho người lao động, tiền lương, thu nhập và các cái khoản khác. Thì ba vấn đề chúng tôi nghĩ rằng là đối với người lao động ở các địa bàn về thành phố và cái khu đô thị cần phải quan tâm như vậy. Xin trân trọng cảm ơn đại biểu. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Về ý kiến của đại biểu Trần Đình Gia, Đoàn Hà Tĩnh nêu ra là cái làn sóng lao động mà rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh và các cái tỉnh trọng điểm kinh tế phía Nam về các địa phương ấy, không chỉ một lần mà ba lần. Và theo như số liệu của Bộ trưởng Lao động, tức là khoảng đến 1,3 triệu người. Thì đây là ý kiến của đại biểu Trần Đình Gia và cũng là những ý kiến mà của cử tri đã được tổng hợp thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn đại biểu Quốc hội gửi về kỳ Quốc hội kỳ họp thứ hai này. Cho nên tôi đề nghị là từ nay cho đến kết thúc cái phiên chất vấn vào trưa ngày 12 thì các thành viên chính phủ tranh thủ cũng để mà báo cáo giải trình làm rõ thêm vấn đề này trước Quốc hội và trước cử tri. Không chỉ là vấn đề chúng ta xác định cái nguyên nhân vì sao, rồi trách nhiệm là như thế nào, nhất là trách nhiệm của nhà nước đối với dân. Và vấn đề quan trọng là bây giờ cái giải pháp để mà giải quyết cái việc thiếu hụt lao động ở các cái thị trường này. Và thứ hai nữa là giải quyết sinh kế và việc làm cho người lao động mà đang đi về các tỉnh. Và quan trọng hơn nữa là qua cái việc này chúng ta rút ra được cái bài học kinh nghiệm gì trong cái việc phân tích, đánh giá, dự báo. Và chúng ta có cam kết là không để xảy ra cái tình trạng này trong tương lai. Chúng ta có cam kết được cái chuyện đấy không? Thì tình hình dịch bệnh nó còn đang rất là khó lường. Và chúng ta không được chủ quan. Do đó mà và qua cái thảo luận ở đây để chúng ta không chỉ là cái chuyện mà nói nguyên nhân và trách nhiệm là cũng là một phần thôi. Như vấn đề trách nhiệm giải quyết những cái sắp tới đây như thế nào. Và chúng ta làm cách nào để chúng ta không để xảy ra cái trường hợp này nữa. Và chúng ta có cam kết cái việc này không? Trách nhiệm của cả chính quyền trung ương và cả chính quyền địa phương nữa. Ở cái nơi mà có lao động rời đi lại có cái nơi lao động nhận về. Thì cách thức mà tổ chức nhận lại như thế nào cũng là cái việc rất lớn mà cử tri rất là quan tâm. Thì chúng tôi cũng đề nghị là từ nay đến khi kết thúc cái phiên chất vấn thì các thành viên của chính phủ, đồng chí cố gắng báo cáo giải trình rõ thêm vấn đề này. Tiếp theo chương trình chúng tôi xin sẽ mời một số đại biểu nữa để mà hỏi và có thể trong ngày mai thì Bộ trưởng Đào Ngọc Dung sẽ tiếp tục có 50 phút nữa để trả lời chất vấn trước Quốc hội. Xin mời đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn thành phố Hà Nội. Kính thưa Quốc hội, thưa đồng chí Bộ trưởng, tiếp theo ý kiến của Chủ tịch Quốc hội thì tôi xin được nêu 3 câu hỏi đối với Bộ trưởng. Thứ nhất là về cái dòng người lao động về quê. Thì tôi xin nói rằng chúng ta đang có một làn sóng kép người lao động về quê chứ không phải chỉ có một làn sóng về quê để lánh dịch. Bởi vì cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra và chắc chắn là trong thời gian tới thì dưới tác động của quá trình tự động hóa và áp dụng những thành quả khoa học kỹ thuật, một loạt cái người lao động trong những cái lĩnh vực mà sử dụng nhiều lao động với tay nghề thấp sẽ phải quay trở lại thôn quê. Và do vậy vấn đề việc làm đang trở thành vấn đề rất là quan trọng trong cái thời kỳ của cách mạng 4.0 này.
Và chính vì vậy cho nên chúng ta cần có một cái giải pháp tổng thể từ phía chính phủ và từ phía Bộ Lao động Thương binh Xã hội, thì đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì có cái ý kiến về vấn đề này. Vấn đề thứ hai thì tôi xin muốn nói đến cái vấn đề đào tạo nghề. Thật ra hiện nay thì cái đào tạo nghề của chúng ta sau 36 năm đổi mới thì số người lao động, tôi xin nói rất ngắn thôi, thì hiện nay đào tạo nghề chỉ chiếm 4 người lao động, thì có 1 người lao động được đào tạo nghề mà có tay nghề. Thế trong thời gian tới thì cái giải pháp làm thế nào để tạo đột phá được ngang bằng với các nước ASEAN, nó phải gấp đôi, gấp ba lần như vậy. Và trong trường hợp như vậy thì đối tác công tư được áp dụng trong lĩnh vực này như thế nào? Tôi cho đây là một giải pháp. Thứ ba là tôi muốn kiến nghị là chúng ta nên có cái báo cáo về lao động việc làm hàng năm và ban hành sách trắng hàng năm về vấn đề này để chúng ta báo cáo với Quốc hội và có sơ đồ về bản đồ việc làm và cái nghề nghiệp hàng năm để định hướng cho xã hội. Bởi vì vấn đề công ăn việc làm sẽ luôn luôn là vấn đề hàng đầu của chúng ta và đặc biệt là trong bối cảnh chuyển dịch. Xin cảm ơn đại biểu. Dạ, vâng. Nay mà đại biểu phát biểu hôm thảo luận thì tốt hơn. Đây không phải là chất vấn nữa mà là thảo luận. Xin mời đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp. Đại biểu Lưu Văn Đức chuẩn bị. Kính thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi đến Bộ trưởng hai câu hỏi. Một là việc áp dụng phương thức ba tại chỗ, một cung đường, hai điểm đến ở một số nơi chưa phù hợp, sinh hoạt rất khó khăn, có thể bị lây nhiễm, gây tâm lý bất ổn cho người lao động và doanh nghiệp, tăng gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp. Nhưng vì không thể đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, doanh nghiệp đành phải chấp nhận sản xuất. Nếu vẫn còn áp dụng sau này, Bộ trưởng có chia sẻ gì về gánh nặng này đối với doanh nghiệp? Câu 2. Nhiều lao động phi chính thức, lao động tự do, người lao động không đăng ký tạm trú, phản ánh chưa tiếp cận được các gói hỗ trợ của chính phủ. Có nhiều đối tượng trong khu phong tỏa, cách ly, nhà trọ, ngõ hẻm, chật hẹp, họ than vãn, bị thiếu đói, nhất là ở các đô thị lớn. Cho rằng nghị quyết 68 của chính phủ còn những điểm bất cập, dư luận cũng bức xúc trước việc hỗ trợ thiếu sự công bằng. Xin Bộ trưởng chia sẻ vấn đề này cho cử tri biết. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Lưu Văn Đức, Đoàn Đắk Lắk. Kính thưa Quốc hội, thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi đến Bộ trưởng hai câu hỏi như sau. Thứ nhất, đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm của Bộ trưởng về việc cơ cấu lại địa bàn và lĩnh vực đầu tư theo lao động để người lao động hạn chế di cư, để việc ly nông mà không ly hương như một số đại biểu Quốc hội đã nêu trong thảo luận kinh tế xã hội vừa qua. Câu hỏi này tôi cũng xin gửi đến Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư và Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai, xin hỏi Bộ trưởng có giải pháp gì để tăng cường vốn vay giải quyết việc làm trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid, tạo cơ hội tiếp cận vốn vay, nhất là đối với hộ kinh doanh và người lao động phi chính thức tự tạo việc làm. Được biết hiện nay Bộ Kế hoạch Đầu tư được Chính phủ giao chủ trì chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Trong chương trình này có nội dung về phục hồi thị trường lao động, mà để phục hồi thị trường lao động thì một số cái giải pháp mà quan trọng là phải tạo hỗ trợ vay vốn để giải quyết việc làm. Tôi xin hết, xin cảm ơn. Cảm ơn đại biểu. Đại biểu cuối cùng nêu câu hỏi trong buổi chiều hôm nay là đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh, Lào Cai. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin kính gửi tới Bộ trưởng một câu hỏi như sau. Dịch bệnh COVID-19 xảy ra đã ảnh hưởng nhiều tới các lĩnh vực, các đối tượng, trong đó có lực lượng lao động. Qua đây, chúng ta thấy vai trò to lớn của công tác đào tạo nguồn nhân lực. Xin Bộ trưởng cho biết, các chính sách trung tâm và chương trình chuẩn bị lực lượng lao động và chuyển hướng đào tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như thế nào? Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Kính thưa Quốc hội, chương trình buổi chiều hôm nay đến đây là hết. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cái chương trình chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Xin cảm ơn Quốc hội, mời Quốc hội nghỉ.